sáng 28 tháng 10, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô thi công đường sông Nhạn Dầu Dây đã tiến hành cào bóc lớp bê tông nhựa nóng được thảm xuống mặt đường khi trời mưa. Theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, vào khoảng 8 giờ sáng, đơn vị thi công đưa xe cuốc đến tiến hành đào đoạn đường thảm nhựa lúc trời mưa. Người dân đo độ dày của bê tông nhựa nóng C19, dùng tay bóp lớp bê tông nhựa nóng thì vỡ vụn và mặt nền đọng nước. Độ dày có chỗ chỉ 4,5 cm, trong khi đó hồ sơ công trình dày 6 cm. Bà con nghi ngờ có dấu hiệu bớt xén nguyên vật liệu rút ruột công trình khi thi công. Trước đó, vào ngày 20 tháng 10, tại buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô đồng ý cào bóc đoạn bê tông nhựa nóng C19 đoạn thảm thử, và công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Thắng sẽ kiểm tra giám sát việc cào bóc và thảm lại lớp bê tông nhựa nóng mới. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, tuyến đường sông Nhạn Dầu Dây dài hơn 14 km có mức đầu tư hơn 24 tỷ đồng do công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô trực tiếp thi công. Khi thi công đoạn còn lại dài 2 km, đơn vị thi công thảm nhựa mặt đường lúc trời mưa nên ông Phạm Xuân Thời, ngụ thị trấn Dầu Dây, huyện Thống Nhất làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư giám sát và đơn vị thi công cào bỏ phần nhựa không đảm bảo và làm lại đúng kỹ thuật, chất lượng.